71天. Ngày 71. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Xin hỏi hai vị muốn uống gì? 请问两位想要喝什么? 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 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Ok, ừ, rất vui được quen biết bạn. 好的，很高兴认识你. Một hai câu mà thôi. 一两句而已. Người của nơi nào ở Trung Quốc? 中国哪个地方的人? Hình như gọi là Đại học Sư phạm Quảng Tây. 好像叫广西师范大学. Không 977-309-915. Linh 977-309-915. Cho nên mình còn chưa cài đặt. Suì wǒ hái mèi you anzhuāng. Sẽ tải xuống xem. Hủy xạ tải khan khan. Nhất định, chắc chắn. Ý định. Để mình. Của lái. Còn phải làm cô giáo của mình. Hãy hỏi tăng của đời lão sư. Đã là bạn bè. 既然是朋友. Đừng khách sáo. 不客气. Bia khờ chỉ. Làm phiền qua đây một chút. Má phản của lái xả. Gọi đồ. Tiền tung xỉ. Thực đơn của quán chúng tôi. Wǒmen diàn de cài dān.